is my own suit, and I'm getting stronger step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Quay trở lại với channel của mình và mình là Kim Motun. Ở clip hôm nay ấy, thì mình sẽ mang một cái mẫu sản phẩm của thương hiệu BMA. Đây là mẫu sản phẩm thuộc cái phân khúc cao cấp, từ những cái thiết kế cho đến những cái phần chipnet cũng như là phần dây rắc của nó khá là cao cấp. Đó, thì một cái điều nhận xét của mình, nó là một cái sản phẩm cao cấp. Tuy cái mức giá của nó rất là dễ chịu, thì anh em có thể tiếp cận nó cực kỳ là đơn giản. Chỉ với vài trăm ngàn đồng thôi là các bạn đã có ngay một mẫu BMA như thế này. Rồi thì bây giờ là mình sẽ đi vào review khui hộp cái mẫu sản phẩm ở đây cho anh em coi. Thì trước mắt các bạn, đây là một cái mẫu có chữ BMA khá là đẹp, với cái mã hiệu là S7. Và cái công suất của cái bóng này nó sẽ là 33W x 2, thì có nghĩa là phần chip LED code cũng như là phần chip LED pha nó đều là 33W, cho nên là cái độ ánh sáng nó đưa ra khá là ok. Khác hẳn với những cái mẫu LED khác thì anh em thường thấy là nó sẽ ghi là 20/30 hay là 20/40W, thì có nghĩa là cái phần pha nó rất là sáng nhưng cái phần code lại tối. Nhưng cái bóng này, cái phần pha với phần code nó sẽ là như nhau. Và cái mẫu này nó sẽ thiết kế chủ yếu là dành cho xe hơi. Thì nếu như anh em nào xe máy mà muốn ánh sáng nó được cải thiện, cái giải pháp tăng sáng cực kỳ là ok, nó là cái bóng này. Và đây là cái phần mặt trước của sản phẩm, thì chúng ta có thể nhìn thấy là cái hình 7S headlight và cái hình bóng LED ở đây. Thì cái hình này nó sẽ cho chúng ta thấy là cái phần cái bóng LED này nó sẽ sở hữu là quạt tản nhiệt. Rồi, cái sản phẩm này nó sẽ thuộc của công ty Magic Blue. Ở cái phần hông của cái mẫu này thì chúng ta sẽ nhìn thấy những cái biểu tượng. Và đây nó sẽ là model S7. Công suất là 33W cộng trừ 10%. Giải điện áp nó là DC 12V. Và cái giải của nó sẽ là nguồn giải rộng từ 9 cho đến 18V anh em nhé. Và cái phần lumen của cái bóng này là 2900 lumen. Cộng trừ 10%. Và cái giải màu của cái bóng này nó sẽ là màu 6000K, màu ánh sáng sạch. Và cái thời gian hoạt động liên tục của cái bóng này nó sẽ là trên 20.000 giờ. Và đây sẽ là những cái phần bóng demo. Thì những cái bóng này nó sẽ thay cho những cái bóng mà có cái chân H4 hay còn gọi là bóng HS1 ở đây. Đó, thì ở dưới đây sẽ là có chữ BMA và một số các cái thông tin của nó. Ở sau này thì chúng ta sẽ nhìn thấy rõ nhất một cái dòng cực kỳ là to nổi trội ở đây, nó sẽ là Arc in One Compact Design. Thì tất cả cái phần mẫu thiết kế này nó sẽ sử dụng chung cho tất cả các cái mẫu bóng của cái dòng BMA mà có cái hộp như thế này. Thì hiện tại ở đây thì mình đang để 3 mẫu đây, thì tí nữa là mình sẽ chia sẻ với anh em. Thì nó sẽ có chung một cái phần thiết kế giống nhau như thế này. Nó chỉ khác nhau là cái phần chân tiếp xúc và cái pha đèn của các bạn thôi. Thì ở đây là mình đang sử dụng đang cầm một cái hộp mà có cái chữ H4. Nó sẽ dành cho những cái chiếc xe mà pha dạng kiểu Wayne pha này, xe Lead này, xe Vision này, SH này, vân vân và mây mây. Rất là nhiều các loại xe đều sử dụng cái bóng này. Và ô tô thì rất nhiều các cái loại bóng sẽ sử dụng cái loại bóng này.
Tí nữa thì mình sẽ chia sẻ với anh em cái cách nhận biết cái bóng này nó sẽ là chuẩn đuôi như thế nào. Thì anh em rất dễ là nhận biết đối với lại cái loại chân H4 này. Rồi thì ở đây thì anh em sẽ thấy là các cái thông số nó đều ghi bằng tiếng Anh. Cái sản phẩm này nó sẽ xuất đi các thị trường, đặc biệt là thị trường châu Âu là cái thị trường khó tính nhất, nên là người ta sẽ phải in ra những cái thứ tiếng là một cái từ ngôn ngữ chung, đó là tiếng Anh. Thì ở đây là chúng ta sẽ có những cái ký hiệu để gắn cho những cái chiếc ô tô. Rồi thì đây là tên của thương hiệu này, sản xuất tại Trung Quốc đó. Thì Trung Quốc nó là cái công xưởng của thế giới, nó sản xuất tất cả các cái loại từ trên trời lẫn dưới đất thì đều là thằng Trung Quốc đã sản xuất, nhưng nó sản xuất theo những cái bản quyền riêng của những cái thương hiệu đó. Ví dụ như iPhone thì anh em thì thấy là iPhone design nó là của Mỹ nhưng sản xuất tại Trung Quốc, chứ không phải là iPhone là của Trung Quốc đâu nhá, nó là của Mỹ nhưng sản xuất tại Trung Quốc, và Trung Quốc là nó sẽ là cái xưởng để sản xuất iPhone đó. Thì anh em hiểu nôm na là như vậy. Rồi thì bây giờ là mình sẽ đi xăm soi và khui hộp cái sản phẩm này. Thì khi khui hộp cái sản phẩm này ra thì chúng ta sẽ thấy một cái phần hộp ở trong bằng meca khá là đẹp và xịn sò. Đó, thì ở đây nó sẽ là một cái nắp hộp, ở đây nó có chữ Let's Highlight ở đây. Rồi, anh em có thể nhìn thấy ở trong nó sẽ có sở hữu là hai cái bóng, mà ở đây có chữ là chân H4. Hai trên lâu nó sẽ là chế độ pha và cốt. Rồi thì khi chúng ta mở cái phần nắp meca này ra thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái bóng, và bây giờ là mình sẽ cầm một em này lên. Thì cái em này nó sẽ giống nhau anh em nhé. Đây thì họ lắp trong hộp thì nó sẽ có cái đuôi rời. Cái đuôi chân H4 thì đặc biệt cực kỳ dễ nhận diện, thì anh em thì thấy là nó sẽ có ba cái chấu ở ba góc, thì hai chấu nhỏ và một chấu to ở đối diện nhau, nó gọi là tam giác cân. Rồi thì mình sẽ để ở đây, thì anh em thể nhìn thấy là chúng ta sẽ có một cái bóng thân hình trụ khá là dài, và anh em thể thấy là cái bóng này nó được thiết kế bằng nhôm phay CNC khá là đẹp. Mình thấy ưng nhất là ở cái phần này, nó có cái màu cực kỳ là đẹp. Thì hiện tại là mình đang dùng một cái bóng có ánh sáng màu vàng nó soi xuống, như nên là chúng ta sẽ không nhìn thấy cái màu sắc đẹp của nó. Thì tí nữa thì mình sẽ chụp một vài bức ảnh mình up lên cho anh em coi. Và cái phần bóng này thì anh em thể nhìn từ phía đằng trước lại, thì cái bóng này nó sẽ thiết kế là hai tầng chip led ở hai bên đó, ở hai bên trái và phải. Thì ở đây nó sẽ có một cái đuôi kết nối nhanh với lại cái phần đuôi chân H4 ở đây. Và đằng sau này chúng ta sẽ có sở hữu là một cái phần được phay CNC tạo thành cái phần cánh quạt ở đây, nhưng nó không phải là phần cánh quạt mà nó là phần tản nhiệt, nhìn khá là đẹp và bắt mắt. Và cái phần tản nhiệt này họ gia công một cách cực kỳ là sắc sảo và tinh tế, nó không có những cái phần rèm thừa, nên là cái độ chi tiết gia công của cái bóng này khá là ok. Và đặc biệt hơn nữa thì anh em thể nhìn thấy cái chữ BMA lấp lánh ở đây cực kỳ là đẹp, nó có cái vòng đồng tâm tạo hiệu ứng ánh sáng, khi mà mình liếc qua liếc lại nó sẽ phản ánh sáng cực kỳ là đẹp, có chữ BMA ở chính giữa. Và cái phần quạt này thì ở trong nó sẽ có cái phần cánh quạt màu đen 5 cánh với công nghệ là lút led không chổi than, nó sẽ tăng cái độ bền, cũng như là khi anh em đi rửa xe hay là đi mưa nước nó vào cái phần quạt này nó cũng không cháy, mà nó cũng không bị cái kẹt cái quạt này như những cái quạt mà sử dụng là chổi than, cho nên là cái quạt này khá là bền. Và đặc biệt ở đây thì anh em cũng sẽ nhìn thấy cái dòng chữ BMA DC 9 đến 36V 33W tháng 12 năm 2020 đó. Anh em có thể nhìn rõ tháng 12 năm 2020, nó là cái bóng cực kỳ là mới. Đến tháng 12 nó mới tung ra thị trường cơ, cho nên là bây giờ là mình được review và trên tay như thế này khá là may mắn cho mình. Rồi thì ở đây thì anh em thì thấy là nó sẽ sở hữu một cái cọng dây khá là ngắn, rất là gọn gàng. Khi mà chúng ta lắp vào những cái hốc đèn ô tô ấy, thì nó sẽ có nhiều những cái cọng dây, hoặc là cái phần driver ở đây nó sẽ cực kỳ là vướng víu, khiến cho cái việc là đậy cái nắp chụp cứng ở đằng sau khá là khó. Nhưng cái bóng này họ thiết kế có một đoạn rơi vào tầm khoảng 6 mm. Cái phần dây ở đây nó được bọc một cái lớp lưới gọi là lưới chống chuột đó anh em, lưới sắt luôn anh em nhé. Và cái phần rắc ba chấu ở đây, hay còn gọi là cái rắc ba chân ấy, thì họ làm bằng một cái cục nhựa đen
khá là cứng và chắc chắn. Về ba cái phần chân trấu ở đây là mình thấy là khá là chắc, do nó không mềm như những cái loại khác đâu. Rồi thì bây giờ là mình sẽ cho cái bóng này vào. Thì khi mà gắn vào pha thì anh em chỉ cần gắn cái này vào trước và chúng ta sẽ cho cái bóng vào. Thì ở trên cái bóng này nó sẽ có một cái chấu to và một cái chấu nhỏ. Thì tương ứng như thế thì chúng ta sẽ đặt chấu to và chấu nhỏ và chúng ta ấn nó vào và chúng ta xoay. Đó, như vậy là xong. Và cái bóng này nó sẽ có một cái hay nữa cho anh em là khi anh em lắp vào pha thì chúng ta có thể chỉnh nghiêng theo một cái góc độ nhất định để sao cho cái phần ánh sáng nó trụm nhất, nó tâm nhất, nó đẹp nhất. Thì lúc đó thì anh em dừng lại. Thì ở trên này nó có những cái phần khắc chia độ ở đây. Đó, thì anh em có thể là nếu như ở ô tô ấy thì chúng ta vặn một bóng vào những cái bóng kia thì chúng ta sẽ căn theo những cái bóng chia độ ở đây. Để chúng ta căn theo thì hai cái bóng nó sẽ đồng đều với nhau, nó không bị lệch lạc bóng nghiêng trái bóng nghiêng phải. Đó, thì cái này, phần thiết kế này mình thấy khá là hay và hữu dụng. Rồi và tiếp theo là mình sẽ test cái phần ánh sáng ở bên ngoài cho anh em coi. Thì cái bóng này nó sẽ có cái phần chống chói ở phía đầu này anh em nhé. Họ sẽ làm một cái phần lõm lên đây để cái phần chip led đây. Thì khi những cái người mà đi từ đằng xa người ta nhìn vào cái bóng này, người ta sẽ không nhìn thấy cái chân chip led này. Thì người ta sẽ không bị chói mắt này vì nó sẽ có hai cái phần đầu lồi ở hai bên này. Nó sẽ che đi cái phần nhân chip led ánh sáng phát ra trực tiếp vào đây. Cho nên là người ta sẽ giảm thiểu cái độ mà chói mắt. Thì trước khi mình đi lắp vào cái pha đèn ở đây thì mình sẽ chia sẻ với anh em. Thì đây là mình đã khui hai cái hộp của cái mẫu ở đây rồi. Thì ở đây là mình đang cầm ở trên tay ba cái bóng. Thì anh em thì thấy là nó sẽ cùng một cái thiết kế hình thức là ná ná giống nhau. Thì ở đây chúng ta sẽ phân biệt cái bóng này nó sẽ là như sau. Thì anh em thì thấy là ở khi mà người ta in cái dòng chữ là Arc In One Compact Design ở đây thì tất cả các cái mẫu sản phẩm của cái dòng S7 ở đây nó sẽ là chung một cái mẫu giống nhau anh em nhé. Về màu sắc, về hình thức thì nó sẽ là tương đối giống nhau, nhưng nó chỉ khác nhau là cái phần chân ở đây. Thì hiện tại ở đây là mình đang cầm một cái mẫu chân là 9005. Thì anh em để biết là cái phần 9005 thì nó sẽ là ám chỉ cái phần đuôi đèn ở đây. Còn cái bóng này thì nó vẫn là cái bóng led thôi. Thì cái phần ánh sáng của nó đưa ra nó chỉ là phần chip led ở phía hai bên này. Cái bóng này nó sẽ không phân biệt pha cốt. Và cái bóng này khi mà lắp trên ô tô ấy thì nó sẽ chỉ là pha hoặc cốt anh em nhé. Đó, thì ở đây anh em thì thấy là nó chỉ có hai chấu thôi. Nó sẽ là cấp âm, cấp dương thì cái bóng này nó sáng lên. Và ở đây là mình cũng có một cái bóng cũng tương tự như thế. Cùng là hình thức giống nhau. Nhưng nó chỉ khác là cái phần ở đây nó sẽ có phần cao su để cản bụi, cản nước. Và ở đây nó sẽ có ba cái chấu ở ba điểm khác nhau ở đây. Nó sẽ là cái bóng chân H11. Đó, thì anh em thì thấy là cái phần thiết kế là nó sẽ là hao hao giống nhau đúng không ạ? Về cái phần rắc này nó cũng là tương đối là giống nhau. Và ở đây những cái quy chuẩn chân thì nó sẽ là khác nhau anh em nhé. Cùng là cái rắc giống nhau nhưng ở đây là nó sẽ có những cái chấu ở các bên ở đây. Đó, thì nếu như anh em là có nhu cầu mà đặt hàng bên mình cái bóng này để mà gắn vào những cái chiếc xe hơi của các bạn ấy, thì các bạn nên tháo cái bóng này ra và chụp ảnh gửi qua Zalo của mình thì để mình nhìn cái chân này. Thì mình sẽ thông báo với các bạn là cái xe của các bạn nó thuộc cái chân gì. Thì mình ship hàng cho anh em, khi mà lắp vào thì nó sẽ là ok, tránh hiện tượng là ship nhầm. Còn cái cách nhận biết của những cái bóng này cực kỳ là đơn giản. Anh em có thể phân biệt cho mình nếu như ở những cái chiếc ô tô mà chế độ pha cốt nó trên cùng một pha, gọi là trên cùng một cái chóa đèn, thì nó sẽ là cái bóng chân H4 này. Mặc định nó sẽ là chân H4 này. Còn nếu như cái xe của các bạn nó có một pha và một cốt ở hai cái bóng nó cạnh nhau như thế này, ví dụ là đây là cốt, đây là pha, thì nó sẽ là có hai cái dạng bóng như thế này. Và cái chân nó sẽ khác nhau. Ít xe là chân nó giống nhau lắm. Thường là nó sẽ là, ví dụ là một cái chân 9905, một chân là H11. Đó, thì bên mình sẽ cung cấp cho anh em những cái mẫu bóng mà để gắn sao cho nó phù hợp nhất. Còn trên một cái pha, ví dụ như những cái xe số hoặc là những cái xe ga thì xe máy thì thường phổ thông nó sẽ là cái chân H4 này. Thì ô tô thì cũng đa số là sẽ sử dụng chân H4 này. Bên cạnh đó là sẽ có rất nhiều những cái loại chân khác. Thì ở đây là mình sẽ không tiện nêu tên những cái loại chân đó. Rồi thì bây giờ là mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách lắp vào cái pha xe máy ở đây. Rồi thì trên tay mình đang cầm một cái pha của cái chiếc quen pha đại diện cho một cái bóng có cái chân H4. Đó, đây là cái bóng zin ở trên xe. Thì khi chúng ta tháo ở trên xe ra thì ở xe máy cũng như là ô tô nó sẽ là giống nhau về cái cách cài cái chân H4 này.
Ở đây nó sẽ có một cái phe sắt ở đây, thì chúng ta sẽ ấn nó xuống và chúng ta sẽ kéo nó về một bên. Ở đây nó sẽ có một cái khuyết hở ở đây, thì chúng ta sẽ nhấc cái bóng ra và chúng ta sẽ bỏ cái bóng ra ngoài. Và tiếp theo là cái bóng này khi mà chúng ta lắp vào, nếu như chúng ta lắp như cái bóng zin thì nó rất là khó vì cái phần thân ở đây nó to. Thì chúng ta sẽ xoay cái bóng này và chúng ta sẽ rút nó ra. Đó. Và bây giờ là chúng ta sẽ đặt cái phần chân đế này vào cái pha ở đây. Rồi sau đó là chúng ta sẽ chụp cái phần cao su này vào. Và tiếp đến là chúng ta sẽ cho cái bóng này vào. Và chúng ta sẽ lựa. Ở đây nó sẽ có một chấu to và một chấu nhỏ. Thì chúng ta sẽ lựa cho nó đúng chiều. Và khi mà lắp vào pha chuẩn thì nó sẽ là cái phần có cái dây này nó sẽ hướng xuống dưới nha anh em nhé. Nếu mà anh em lắp mà nó ngược lên như này là sai. Đó, thì ở đây thì anh em thì thấy là khi mà mình gắn vào pha thì nó sẽ là như thế này. Thì cái phần ánh sáng nó sẽ đưa ra hai bên, nó sẽ tối ưu hóa cái phần ánh sáng hơn là cái loại là ánh sáng từ trên dưới. Đó, cái phần chip LED mà nó nằm trên nằm dưới nó sẽ không tối ưu hóa ánh sáng tốt bằng cái phần ánh sáng mà nó được hắt sang hai bên như này. Nó sẽ đồng đều cho cái pha của các bạn. Và ở cái bóng này nó sẽ có cái hay là khi chúng ta lắp vào mà ánh sáng nó bị nghiêng nghiêng ngách ngách ấy, do cái bóng là mình lắp nó không chuẩn, thì chúng ta sẽ xoay đi xoay lại như này để sao cho cái phần ánh sáng nó đẹp nhất có thể. Rồi thì bây giờ là mình sẽ soi nó vào cái tường ở đây để mình cho anh em thấy là khi mà mình xoay cái bóng này thì cái phần ánh sáng của nó sẽ là thay đổi như thế nào. Rồi bây giờ là mình sẽ test luôn cái phần ánh sáng của cái mẫu BMA và mình vừa mới lắp vào cái pha Way ở đây, cực kỳ là sáng. Thì anh em thì thấy đây là chế độ cốt này, chế độ pha. Đó, thì anh em thì thấy là cái phần ánh sáng cực kỳ là gom. Rồi thì bây giờ là mình sẽ xoay cái phần đuôi của cái bóng. Thì anh em thì thấy là cái bóng nó nghiêng thì nó sẽ đưa ra cái phần ánh sáng nó sẽ không đẹp đúng không ạ. Rồi thì bây giờ là mình sẽ đảo chế độ khác cho anh em coi. Đây là chế độ cốt này, khi mà mình xoay cái bóng ấy, đó thì anh em thì thấy là nó sẽ có một cái quầng nghiêng về phía bên phải đúng không ạ. Và mình sẽ xoay nó lại, đó thì anh em xoay sao cho nó đẹp nhất. Đó, nghiêng này, phẳng này, đó. Thì cái bóng này anh em chỉ cần lắp vào pha một phát là nó giọt luôn. Đó, anh em không nhìn rõ cái con ruồi nó đậu ở kia đúng không ạ, cháy luôn này. Đó, pha, cốt, pha, cốt. Đó, ở cái phần ánh sáng này cực kỳ là gom và đẹp. Đó, thì anh em thì thấy là ánh sáng cực kỳ là gom và đẹp. Và cái phần ánh sáng mà nó gom nó đẹp như thế này thì cái phần ánh sáng nó soi mặt đường cực kỳ là ok. Đó, nếu như anh em mà thích thì có thể là gắn những cái mẫu này vào những cái pha đèn như thế này cực kỳ là ok. Giá thành của những cái bóng này nó cũng tương đối là dễ chịu. Nó thuộc phân khúc cao cấp nhưng cái giá của nó đưa ra cũng không phải là cao lắm đâu. Cho nên là anh em có thể là gắn vào những cái chiếc xe máy của chúng ta cực kỳ là ok. Và những cái bóng này có cái công suất là 33W này thì anh em không cần phải lên sạc anh em nhé. Anh em cứ nhớ cho mình là cái bóng này nó sẽ sử dụng điện là DC, là điện bình. Rồi thì vừa qua là mình đã trên tay một vài cái mẫu sản phẩm mới của mẫu BMA dòng cao cấp ở đây, có mã là S7 anh em nhé. Đó, thì anh em có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp với mình theo cái số điện thoại mình sẽ để ở góc màn hình ấy. Thì anh em đặt hàng bên mình và thông báo cho mình cái xe của các bạn nó thuộc cái chân gì. Thì bên mình có rất là nhiều chân dành cho những cái chiếc xe hơi của các bạn về anh em sẽ lắp như zin nhé. Đó là một cái phần ánh sáng cực kỳ là sạch đẹp, ánh sáng màu trắng dày màu 6000K, ánh sáng sạch tinh tươm. Đó, thì đây nó sẽ là một cái cách để mà chúng ta nâng cao cái phần ánh sáng cũng như là cái sự an toàn đối với phương tiện cũng như là con người. Đó, cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi, hẹn anh em ở video clip sau. Và đây là mình đã bật lên rồi, đây là cái bóng BMA chân H4 và mình đã gắn vào cái pha của cái xe Way. Anh em thấy cái độ sáng của nó cũng không phải là dạng vừa đâu. Đó, đây là mình sẽ soi vào cái tường nhà ở đây, chế độ cốt, chế độ pha, cốt, pha. Đó, anh em thì thấy là cốt pha rõ ràng. Và đây sẽ là chế độ cốt ở trên mặt đường, pha, cốt. Thì theo như cái cảm quan của mình về cái bóng này thì mình thấy là cái phần ánh sáng nó cực kỳ là gom. Anh em lắp một phát là gom luôn. Đó, chế độ pha mình soi ra tít đằng xa kia, cực kỳ là sáng. Cốt ạ, pha, cốt, pha. Đó, thì khi anh em lắp lên xe thì nó sẽ ánh sáng nó sẽ như thế này. Thì cái máy quay của mình quay về đêm này thì nó sẽ hơi gai, hơi xấu. Máy của mình nó hơi cùi như này, anh em sẽ thông cảm nhé. Đó, phần ánh sáng của nó cực kỳ là kinh khủng, sáng chói lòa luôn. Anh em nhìn ở cái phần tường này thì anh em sẽ nhận biết là cái độ sáng của nó như thế nào.